Xin chào tất cả các bạn ghé thăm kênh Trúc Lê Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay bên mình nó trời mưa quá trời luôn, mưa lớn hay là lớn luôn. Mình đi làm về nè, mới tắm rửa xong ngày nào cũng vậy hết, đập đập chạy vô là tắm. Tiệm mình mở cửa cũng được 2 tuần rồi các bạn, nhanh ghê chưa, mới đây mà đã 2 tuần rồi. Thì hôm nay Trúc chia sẻ một câu chuyện trong tiệm của Trúc. Thì thật sự ra là khi mà mình làm theo cái luật của tiểu bang đưa ra cho mình á, khi mình mở cửa tiệm lại thì mình phải làm như thế nào trong cái luật lệ trong tiệm mình như thế nào các bạn. Thì khoảng cách giữa khách với người khách đó là phải cách xa 6 feet. Thì hôm nay có cái hẹn là 3 cái chân các bạn vô, thì họ là family, họ là gia đình, thì họ vô cái họ mình set up cho họ là mỗi người ngồi một góc đó các bạn. Thì họ nói là tại sao họ là đi chung với gia đình mà không cho họ ngồi together, có nghĩa là không ngồi sát nhau như lúc trước nữa. Thì Trúc cũng vui vẻ và Trúc cũng trả lời cho họ là trên cái CT đưa ra là khi mà tôi mở cửa tiệm lại thì tao phải thực hiện đúng theo cái luật mà họ đưa ra cho tiệm. Nếu mà tụi tao làm không có đúng như vậy thì họ có thể xuống đóng cửa tiệm tao. Ví dụ trong tiệm của tao mà có mình mày với tao thì không nói gì. Có nhiều khi nó tới nó kiểm tra bất thình lình là có là tao không làm đúng thì họ có thể đóng cửa tao. Rồi cái thứ hai nữa, rồi có nhiều người khách mà người ta khó chịu Mỹ mà anh làm đúng lắm, mình không làm đúng nó chụp hình rồi nó đưa lên ở trên á, trên chỗ health department thì họ tới họ sẽ phạt tao và họ sẽ đóng cửa tiệm tao. Mà mong mày hiểu và mày còn phải làm theo cái điều lệ mà họ đưa ra và trong tiệm tao như vậy thì tao sẽ làm cho mày. Thì họ rất là vui vẻ các bạn thấy không, cái cách nói chuyện của mình để mình thuyết phục họ để họ làm theo những gì trong cái tiệm của mình, có nghĩa là mình không có áp đặt họ, mình không có áp đặt họ để họ phải làm như thế này họ làm như kia, nhưng mà giải thích là tại sao mình phải làm như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, có một người già các bạn, mà khách của Trúc họ vô cái tự nhiên hôm nay không có chịu đeo khẩu trang các bạn, xong cái Trúc mới đưa hộp khẩu trang cho biểu mình lấy một cái mà đeo, nó nói ta đâu có bệnh gì đâu, biểu cho đeo. Thì Trúc mới giải thích đó là mày còn phải đeo, mày đeo là tại vì mỗi ngày như vậy là người ta khách với lại thợ vô tiệm là cũng chơi 10 người, mà tao có biết người nào có nhiễm Covid-19 hay không. Lỡ may có một người bị nhiễm thì cái con virus này nó lỏng bỏng trong cái không khí như thế này. Thì nhiều khi tao muốn là bảo vệ mày trước, tao muốn nhìn thấy mày mỗi 2 tuần một lần, tao không muốn có một cái rắp lần gì xảy ra với mày, tao muốn mày được không có bị nhiễm Covid-19, nó đại khái là như vậy. Và Trúc đưa cho họ coi cái tờ giấy mà tụi tao phải học ở trên online, Baby Sign đó, cái bằng đó để mà tụi tao biết hiểu được là cái con Covid-19 nó lây qua cái như thế nào và mình phòng tránh nó như thế nào cho trong cái khả năng của mình. Thì Trúc đưa, Trúc giải thích cho họ. Thì chúng nói nếu mà giả dụ như có người bị nhiễm Covid á, mà họ tiếp xúc với mày mà mày mang khẩu trang á, mà tao cũng mang khẩu trang, thì cái tỷ lệ nó rất là thấp, khoảng dưới 10%. Còn ví dụ như mình đeo khẩu trang với nhau, mình không có đeo khẩu trang á các bạn, thì có thể là tỷ lệ xác suất rất là cao, 90%. Đó, thành ra bà hiểu và bà làm theo cái sự mình sự giải thích của mình đó các bạn, thấy không? Thành ra các bạn làm chủ cũng như các bạn làm thợ vậy, cái lời nói của mình không mất tiền mua, mình lựa lời mình nói để mình làm khách đó có thể làm theo ý của mình. Và cái thứ hai nữa, họ không có upset họ, có nghĩa mình không có làm họ buồn. Tại sao Trúc nói như vậy? Tại vì Trúc coi 2 tin tức á, là bị nổ súng bắn ở 2 tiểu bang rồi đó, là cũng chính vì là kêu mang khẩu trang mà bị bắn. Tại vì ở Mỹ các bạn, những người nào hồi xưa, những người nào mà bị bệnh mới đeo khẩu trang, mà người ta thấy những người đeo khẩu trang là họ sợ, là họ nghĩ là mình bệnh mình sẽ lây cho họ, có nghĩa là những bệnh lây nhiễm thì họ mới đeo khẩu trang các bạn, chứ không giống ở Việt Nam của mình. Việt Nam của mình thì hồi lúc Jenny mới đẻ ra tới khi mấy tháng cửa mà đi bác sĩ là đeo khẩu trang cho Jenny rồi đó, là có nghĩa là ở Việt Nam mình cái thói quen là đeo khẩu trang từ nhỏ rồi, thì mình thấy những cái chuyện đó rất là đơn giản, rất là bình thường. Nhưng người Mỹ, người ta thấy những cái trường hợp đó người ta cảm thấy không có bình thường các bạn. Cho nên đó là mình không được ép đặt người ta, có nghĩa là mình không phải ép đặt người ta phải làm theo ý của mình, nhưng mà mình cái cách nói chuyện của mình như thế nào để người ta có thể làm theo cái ý của mình, để người ta không có cảm thấy là khó chịu, giận dữ và dẫn tới cái chuyện đáng tiếc xảy ra. Tại vì các bạn biết là ở Mỹ đa phần người nào cũng có súng trong người hết các bạn. Và
người nào cũng có súng trong người hết, cho nên mình phải cẩn thận rất là nhiều về cái lời ăn tiếng nói của mình. Và ở Mỹ là gọi là freedom, nó rất là tự do, nó rất là nhân quyền. Cho nên là hồi giờ trong cuộc đời của tụi nó chưa bao giờ có chuyện mà bị gọi là ở nhà cách ly, gọi là cách ly mà 2 tháng trời hơn nay, rồi bây giờ mới được ra ngoài. Ra ngoài cũng không được thoải mái, phải đeo khẩu trang, rồi phải cách sâu ra 6 feet thế này thế kia. Họ cảm thấy họ rất là khó chịu. Cho nên là chính vì những cái đó mà làm cho con người người ta dẫn đến cái sự khó chịu, giận dữ, và dẫn đến họ phải dùng súng họ bắn. Cho nên là mình phải cẩn thận, mình cần phải dán cái thông báo trước cửa tiệm của mình. No mask thì mình không có, nói chung là không có đeo khẩu trang thì mình không có share with nó, có nghĩa là mình không có làm. Nhưng mà tụi tao offer, tụi tao có khẩu trang, có nghĩa là mày không có khẩu trang nhưng mà trong tiệm tao có khẩu trang, mày vào mày làm, tụi tao có đưa khẩu trang thì mày đeo, còn nếu mày không chịu đeo là tụi tao không có share with cho mày. Đó, mình có thể dán vào thì họ đọc, họ hiểu. Và nói chung là từ bữa giờ khách rất là vui vẻ và họ làm theo cái sự chỉ dẫn của mình, cũng giống như là họ làm theo cái sự sắp xếp của mình trong cái tiệm đó, làm theo thì Trúc cảm thấy rất 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 là vui. Và Trúc vui một cái nữa là các bạn biết không, khi mà Trúc mở tiệm nail thì cái tiệm nail của Trúc nằm ở trong cái khu này cũng là khu sang các bạn, khách đó là đa phần họ có ăn học không, nào là kỹ sư nè, khách của Trúc nha, kỹ sư nè, bên sale marketing nè, rồi bên luật sư nè, bác sĩ nè, y tá rất là nhiều luôn, luật sư cũng rất là nhiều luôn, thành ra giáo viên nữa các bạn, giáo viên nữa, thành ra những người như vậy là họ đã có tiền các bạn, có tiền. Bây giờ thời gian dịch này họ vẫn làm ra tiền, họ không bị mất công việc, cho nên là khi họ tới tiệm của Trúc á, Trúc mở cửa họ rất là vui, họ rất là vui và họ nói là tao rất là worry about your business, là họ rất là lo lắng về cái business của mình, họ sợ mình phải đóng cửa, rồi họ sợ mình phải bỏ cái business này thế này kia, họ rất là vui. Và khi mà chúng mở cửa tiệm lại họ vui lắm các bạn, họ vui lắm. Cho nên là tiệm Trúc cũng không có chặn các bạn, ngày hôm nay làm rất là đắt, ngày hôm nay là làm người này cũng được 500 mấy các bạn, làm hẹn không thôi. Mà Trúc rất là may mắn là những người khách mà vô tiệm Trúc đó các bạn, là họ toàn làm chân lớn không đó các bạn, họ cảm thấy vô tiệm Trúc họ cảm thấy an toàn, họ cảm thấy relaxing, cho nên là họ làm chân lớn, họ không có vội vã và không có vội vã các bạn, không có vội vã. Thì họ đa phần vào tiệm Trúc là họ thường làm cái chân 60 các bạn, thì hồi đó là cái chân đó là chân 55 đô, thì bây giờ Trúc lên 5 đồng là 60 đô, cái chân 60 đô, thì họ làm treo nữa 20 đô, nó là 80 đô mỗi chân. Ngày hôm nay là đa phần làm chân 80 không đó các bạn, đó làm chân 60 80, họ vào họ vẫn trả tiền, họ happy, họ cho tiền tip rất là cao, cho 30% tip. Rồi hả, ngày hôm nay Trúc làm một người khách á 185 đô, họ cho 100 đô, đó thấy không, họ cho 100 đô. Rồi Trúc làm một bà khách nữa là tay là 55 nè, quát 27 đồng nữa, đúng không, là 82 đồng. Rồi một người thợ của Trúc làm cái chân của bà khách Trúc luôn á, là cái chân 60 thương treo 20 là 80, nó ra cho người 50. Các bạn thấy không, có nghĩa là họ vào tiệm của Trúc họ nhìn coi thử mình có làm đúng theo cái luật mà của tiểu bang đưa ra hay không, hoặc là mình có làm những gì mà để cho khách cảm thấy an toàn khi ở trong tiệm của mình hay không. Thì Trúc đã nói là Trúc đã chia sẻ rồi, tiệm Trúc rộng và Trúc có 16 ghế, nhưng mà Trúc chỉ sử dụng 6 ghế thôi, mà hiện tại Trúc chỉ sử dụng 4 ghế. Tại vì mỗi lần như vậy vào á, là Trúc chỉ nhận 4 người khách thôi các bạn, 4 người khách trong một đợt. Khi mà làm xong rồi Trúc nhận tiếp tục vô, chứ không có, Trúc không muốn ồ ào ào vào giống như lúc trước nữa. Thì nhiều người ta vào ào ào lắm các bạn, nhưng mà Trúc không có nhận. Tại vì Trúc muốn mình bảo vệ cho mình trước, là sao? Khi mà đông quá mình sẽ ẩu các bạn, bản thân mình sẽ ẩu, mình đông quá mình sẽ ẩu, mình sẽ làm mình không có chịu sát khuẩn tay, hay là nói chung có một cái sơ hở gì đó là mình có thể dính Covid-19. Cho nên là mình cũng cẩn thận hết mức tối đa. Cho nên Trúc trong thời gian này thật sự ra là Trúc không có muốn khách đông nha các bạn, không muốn ồ ạt, và Trúc chỉ muốn là mỗi một tiếng đồng hồ như vậy là tiệm có từ 4 người khách thôi, không muốn có nhiều. Thì đó, thì họ vào thì
Trúc sẽ kêu họ là lấy hẹn và một tiếng sau đó hoặc là khoảng 30 phút họ trở lại. Trúc có cái cuốn sổ đằng trước các bạn, họ write down, họ ghi tên họ xuống, họ ghi số phone họ xuống, rồi mình lên mình gọi họ, rồi kêu khi mình xong khách mình gọi họ, họ tới. Đó là một cái điều mà Trúc rất là vui trong cái tiệm của mình. Thì cũng có một người bạn của Trúc á, cũng có cái tiệm gần Trúc nhưng mà tiệm nhỏ các bạn, nhỏ xíu à, không có cửa sau luôn, còn có khoảng 4 ghế thôi. Thì hỏi là Trúc bây giờ làm được không, thì Trúc nói là ok, nói chung là chậm hơn năm vừa rồi nhưng mà vẫn ok, có khách để làm và income mỗi người cũng ok, thì chậm nhất cũng được 300 mấy một người các bạn. Thì đó, thì Trúc cũng chia sẻ là như vậy. Thì chị nói là hai vợ chồng chị ra mà không có ai, không có khách làm. Thì các bạn biết sao, khách nó cũng chia sẻ cho Trúc là khách muốn hiện tại bây giờ họ mà mới muốn vào tiệm mình làm á, họ vẫn còn sợ mà, thì họ sẽ chọn những cái tiệm nào mà rộng và có khoảng cách thoáng mát thì họ sẽ vào họ làm, còn những tiệm nhỏ thì họ không dám làm. Đó là những người khách mà họ chia sẻ cho Trúc á. Thì cho nên là Trúc cũng rất là vui, rất là vui vì khách của Trúc á, ai cũng nói chung là họ làm nurse, họ làm kỹ sư, họ làm sales marketing, rồi họ làm luật sư, rồi họ làm về nhà nước á, cho nên là họ có chớp, họ có công việc làm, cho nên là khách của Trúc á nó trở lại cũng rất là nhiều các bạn. Khách của Trúc trở lại rất là nhiều và họ rất là vui và họ rất là happy khi mà Trúc trở lại làm việc đó. Thì đây là một cái chia sẻ mà ngày hôm nay mà trong tiệm của Trúc diễn ra. Thì Trúc hy vọng là tất cả mọi người nhớ cẩn thận mình đeo khẩu trang, rồi nhớ là khi mà mình một người khách tới là mình nhớ kêu khách đó là phải rửa tay, rồi mình cũng phải rửa tay, rồi mình đeo cái bao tay vô, đeo bao tay vô mà cảm thấy bao tay mà nó hơi mỏng mỏng là mình phải gỡ ra, mình sanitize tay mình lại rồi mình đeo khẩu trang mới, mình đeo cái bao tay mới mình làm các bạn, đừng có tiếc cũ nha các bạn. Thời gian này đừng nên tiếc cũ, thì mình bảo vệ cho mình trước và khách hàng cũng vậy, mình nhớ là lúc nào mình cũng kêu khách hàng phải đeo khẩu trang và đeo trên lỗ mũi các bạn đó. Mình phải vui vẻ mình nói chuyện với nó để nó không có cảm thấy là mình sợ nó lây bệnh cho mình, nó cũng sợ mình lây bệnh vậy. Thì mình cứ nghĩ, mình cứ nói chuyện là ok, tao nhiều khi tao làm nhiều khách quá, nhiều khi tao bị bệnh hay này kia, tao không có muốn mày phải bị nhiễm bệnh, cho nên tao muốn bảo vệ cho mày, mình cần phải như vậy. Thì họ rất là vui, tại vì họ có học các bạn, họ vui và họ sẽ không có khó chịu những gì mà mình nói với họ. Chứ mình đừng có bắt buộc mình áp đặt nó, mày không làm tao không làm cho mày, một lời nói cũng một lời nói, là mày không đeo mask thì tao không có làm cho mày, nhưng mà cách nói chuyện của mình để làm sao họ đeo khẩu trang và mình làm cho họ đó. Bây giờ Trúc tạm dừng cái video tại đây. Trúc xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của Trúc. Nếu các bạn nào mà yêu mến Trúc thì nhớ nhấn nút đăng ký, nhấn nút chuông bên cạnh nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Đặc biệt là nhớ like, share cái video này cho mọi người cùng biết đến Trúc nha. Trúc xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.